Trên tuần giáo đang đi Lai Châu. Em bảo này em gọi vì là anh có số điện thoại của chị Thanh Hương ở trường Y tế Công Cộng không? Có. Thanh Hương mà phó hiệu trưởng cái gì? Hiệu phó. Được rồi, để tôi nhắn tin. Và Thanh Hương vẫn làm với bên mình ấy. Đúng rồi, em vừa làm cái MTI cho tôi đấy. Vâng. Bạn anh Đạt đấy đúng không? Đúng rồi. Đợi khoảng một lúc nữa tôi gửi cho. Tí nữa tôi đang lái xe chút. Ok. Chào Tùng. Happy New Year nhá. Vâng, chúc mừng năm mới anh. Anh đi chơi vui vẻ nhá. Chào Tùng. Nhớ nhắc anh cho nó cái điện thoại. Quên mất.
đây người ta nhớ địa danh tên các bản hơn là xã. Xã nó là một cái địa danh của nhà nước, nhà địa danh của nhà nước mới đặt tên nó ít nhớ, nhưng mà tên bản thì nó có từ hàng ngàn năm, trăm năm nó nhớ đấy. Trên này mùa này chưa có đào, hơn năm mươi đào cũng là không. Đào sẽ đắt. Chứ mùa này là ngày xưa là đào